Đột kích quán karaoke hoạt động chui, khách phá chuồng cọp bỏ trốn. Tối 9 tháng 7, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke Linh Dương vẫn hoạt động bất chấp quy định cấm. Cụ thể, lúc 22 giờ ngày 9 tháng 7, Công an quận Đống Đa và lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Linh Dương số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa. Tại thời điểm kiểm tra, quán này đã đóng kín cửa ra vào, lực lượng chức năng chặn mọi lối thoát hiểm, phát loa yêu cầu mở cửa để kiểm tra. Sau 30 phút, nhân viên quán ra mở cửa, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 30 khách cùng nhân viên phục vụ. Nhiều khách lên sân thượng phá chuồng cọp để trốn thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu trở lại quán. Toàn bộ những người trên cùng nhân viên của quán này ngay sau đó đã được đưa về công an phường Trung Tự để tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc. Bước đầu các đối tượng khai nhận tụ tập để hát karaoke. Đại tá Võ Hồng Phương, trưởng công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết, quán karaoke Linh Dương trước đó đã bị cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.